Xin chào quý vị. Sau 14 năm phê duyệt dự án, tuyến đường xuyên đảo Cát Bà dài khoảng 20 km với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng cơ bản đã hoàn thành. Dự án nâng cấp tuyến đường 356 xuyên đảo Cát Hải, Cát Bà được thiết kế mặt đường rộng 12m, thảm bê tông nhựa, vỉa hè mỗi bên rộng 3m. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt từ năm 2007, song do vướng mắc về kinh phí và công tác giải phóng mặt bằng nên việc triển khai còn dở dang. Năm 2019, tuyến đường được giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng đảm nhiệm. Hiện nay, tuyến đường xuyên đảo cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn đoạn cuối từ ngã ba Áng Sỏ đến tổ dân phố số 2 thị trấn Cát Bà vẫn đang trải thảm nhựa. Bên cạnh đó, từ cuối năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải đã đầu tư 64 tỷ đồng trồng hoa giấy dọc hai bên đường 356 và xây dựng 3 đồi vọng cảnh ven biển. Ở mỗi đồi vọng cảnh, huyện Cát Hải xây dựng một chòi rộng hơn 147m, cao hơn 11m, thiết kế hình bát giác bằng gỗ lim. Hiện 3 đồi vọng cảnh vẫn chưa hoàn thành do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông Bùi Công Trọng, Giám đốc Ban Quản lý các công trình xây dựng huyện Cát Hải dự kiến các đồi vọng cảnh sẽ hoàn thành vào ngày 25 tháng 10 năm 2021. Dự án trồng hoa, xây đồi vọng cảnh sẽ mang lại cho du khách trải nghiệm mới lạ, ấn tượng khi đến với Cát Bà. Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 356 xuyên đảo Cát Bà là một trong 11 dự án trọng điểm liên quan đến du lịch của Hải Phòng. Sau khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, tăng kết nối các địa phương ở Hải Phòng cũng như với các tỉnh, thành khác. Chúc quý vị trong thời gian gần nhất đến với đảo Ngọc Cát Bà cùng khám phá con đường ven biển ông sát núi tuyệt đẹp. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Quý vị nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi nhé!